Đờ phờ bên đây luôn. Dạ, Cơm Sai Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị các bạn. Rồi, cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn đã thời gian qua ủng hộ kênh Cơm Sai Cần Thơ chia sẻ. Rồi, tiếp tục mình vô clip các bạn. Ở vườn mai Ngọc Điệp ở Bến Tre. Này giao lưu cũng số cây lớn lớn ghép to to. Cúc thọ, hương, với một số là giống khác ha. Thì mình đi theo mình. Mình đi tới cô chủ để chia sẻ cô chú anh chị ha. Đây, đủ loại. Đó, rồi mình cho clip nữa thời gian cô chú mình xem nha. Rồi chào Điệp ơi. Dạ em chào anh. Em kính chào cô chú anh chị em mình đang xem tin bonsai Cần Thơ nhé. Hôm nay quay tới lại vườn của em thì em lên. Anh quay cái kiểu gì ạ? Em lên em giao lưu với cả nhà mình. Mắc lô cúc thọ hương nhân cả nhà, thì đầu clip em sẽ giới thiệu cho cả nhà mình cái lô cúc thọ hương ghép lá cẩm thạch nha cả nhà. Ảnh quay clip mà ảnh chu cái mông nó gì nè. Phải đứng cái kiểu thôi, nó hơi hơi động lại hả chút. Thì đây là cả nhà, đây là cái giống mới ha. Thì cái giống cũng đang hot ở thị trường ha. Bây giờ là cái giống cúc thọ hương lá cẩm thạch nha cả nhà. Thì đẹp cái này thì bình thường mình chơi bông. Bình thường thì mình chơi lá, Tết thì mình chơi bông nha cả nhà. Thì cái này nó được đẹp có một cái là hai cái luôn, vừa bông vừa lá đều đẹp giống như nhau nha cả nhà. Thì địa chỉ của vườn em là ở Vĩnh Thành, chợ Lết, Bến Tre. Và hôm nay thì chắc em giao siêu thêm một số điện thoại nữa nha cả nhà. Thì ngày trước giờ thì cái số điện thoại cũ của em là 0968282738. Hôm nay thì em thêm một số điện thoại nữa là 0968151439 nha cả nhà. Vì lý do là em thêm một số điện thoại nữa là do cái số điện thoại cũ của em á, Zalo nó có hạn chế cái bạn bè. Thì hiện tại là danh sách thì lúc nào nó cũng vô. Dạ nó đầy quá thì nên là một số anh chị em kết bạn thì em không đồng ý được. Nên là một số anh chị cũng có qua nói tại sao bắn cây mà không kết bạn được. Nên hôm nay em thêm một số điện thoại nữa nha cả nhà. Thì số điện thoại thứ hai của em thì cũng sẽ gắn tên tiêu đề nha. Để không mất thời gian thì em vô vấn đề chính hôm nay là cây cúc thọ hương lá cẩm thạch nha cả nhà. Cái lô này thì không đẹp hả? Dạ nó có mật bông cho cả nhà mình tham khảo. Cái này thì em ghép toàn bộ là đế vip không nha cả nhà nè, quá trời luôn ha. Đế cũ luôn. Toàn bộ là đế vip phần việp hết. Đó, giống như thế nào quỳnh gốc thì em lấy 6, 7, 8, 9. Cái này nó nguyên một bệ luôn nữa nè. Đó to to dữ đó cả nhà. Cái này có hai mấy? Nói chung mà toàn bộ nha cả nhà, toàn bộ cái lô này của em nè. Em quay trên YouTube như thế nào khi em giao cho cô chú anh chị em mình cây y chang như vậy luôn nha cả nhà. Thì chiều cao là em lấy tầm 30 quá, chắc cái này thì 30 thôi. 35 nha. Chiều cao em lấy 30, tán ngang em lấy 20, còn quỳnh gốc 6 7 8 9 toàn bộ cái này là gốc toàn là rất là đẹp nha cả nhà. Gốc thú được không à? Cái này thì em cũng có không, số lượng có nhiều cho cả nhà xem nè. Những cái mà gốc nó tưa gốc nè, tàn nè, chiều cao nó tương tự nhau thì em sẽ lên bán lô cho cả nhà mình tham khảo nha. Cây này 90-90 nó là như vậy, 100% cây nào gốc đế cũng đẹp hết. Cái này thì em bán với giá là 250.000 một cây. Hai cây em gỡ hàng, 4 cây em bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị em mình luôn nha. Còn nếu cô chú anh chị em mình lấy số lượng nhiều, 10 cây, 20 cây thì cả sẽ có giá sỉ cho cả nhà mình luôn nha cả nhà. Đó. Nói chung là nè, cả nhà nó càng lên cao nè, cái đầu này, để em nói, cái lấy cái cây này cái đặt nó đẹp, nó đẹp không cả nhà, quá đẹp luôn xuất ha, sắc xuất sắc luôn nha cả nhà, nữ. Toàn bộ không của em toàn bộ cái lô này là đẹp, quá đẹp luôn nha cả nhà. Thì cái đây nó có cái mặt bông, mình sớm có một cây có cái mặt bông này cả nhà, bông cúc thọ hương luôn. Nha cả nhà, cúc thọ hương thì nó là mặt bông chùm, nó không rụng cánh ở trên cây và đặc biệt là nó lâu tàn phát triển thì nó ít bệnh nữa nha cả nhà. 250.000 một cây, hai cây em gỡ hàng, 4 cây em bao phí vận chuyển luôn. Quỳnh gốc thì em nhắc lại nha, 6, 7, 8, 9. Toàn bộ ghép với đế thú, hình đầu không, đẹp 100% hết. Tán ngang em lấy 20, chiều cao em lấy 30 nha cả nhà. Nếu cô chú anh chị em nào lấy 10 cây, 20 cây thì sẽ có giá sỉ cho cả nhà mình luôn nha. Đẹp ha, quá xuất sắc luôn. Hay ta, nét cũng thành vậy đó. Chưa lần lần cũng quen. Rồi, tiếp tục quanh cây lộ vip bự bự, dán sẵn bài. Dạ, hôm nay thì cây này là cái cây cúc thọ hương nha cả nhà. Tại em viết lộn, nó chảy mực tùm lum hết chưa. Cũng là một cây cúc thọ hương nha cô chú anh chị em mình. Cây này là cây cúc thọ hương ha. Thì cái cây này em ghép được
Nói chung mà nó quá già mùa rồi, nó có mặt bông thì cái mặt bông này toàn là bông gió không là cả nhà ơi, mặt bông này thì bông gió 100% hết nha. À, cái chậu em nuôi thì em để trong cái chậu này, cô chú anh chị em mua gì mình thay vô cái dĩa thì bao đẹp cho cả nhà luôn ha. Hành gốc này là 31 nha cả nhà. Ghế nằm dài nè. Anh quay ngang về đi chứ để em đưa cái dịnh 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 em nha. Dịnh em hả? Dịnh cái cây. À nó gõ đây nghe. Dịnh em cái nhậu dịnh buông cái chậu. 140 là tán ngang. Anh hay lắm. Gì dịnh em. 1m6 là chiều cao nhân cả nhà. Đây là cây cúc Thọ Hương ha. Cây cúc Thọ Hương thì cả nhà mình biết rồi đó, mặt bông nó có mùi thơm đây nè cả nhà. Đó, cái này là chỉ là bông gió, cái này thì chắc là cả nhà mình về cả nhà mình đi dây vô dùm em ha. Cái này em chưa có đi dây nha cả nhà. Mã số 1, một cây cúc Thọ Hương. Cái cây này thì em giao lưu với cả nhà mình, cái cây này với giá là 7 triệu, em bao phí vận chuyển toàn quốc cho cả nhà mình luôn nha. Dù một cây thì em cũng giao xe cho cả nhà mình để cái thứ nhất là không mất sức nha cả nhà. Trong một ngày cả nhà mình nhận được hàng luôn nha. Còn nếu ở khu vực miền Bắc thì chắc là em đóng kiện gỗ giao luôn cho cả nhà nha. Rồi em xin phép đổi cây. Cây giống bài nha chú. Để gọi phép đổi cây coi chú. Thế nó gọn. Kẹo luôn. Cái... Tiếp theo một cây khúc Thọ Hương cũng hơi viếp viếp. Tiếp theo là mã số 2. Này để bàn. Mã số 2 nhân cả nhà. Không phải để trước không các bạn. Trong nhà. Mã số 2 cái cây này thì để em đo luôn, sẵn đi em đo chi tiết luôn đi rồi em. Chiều cao là 116. Tán ngang là 109. Cái bộ đế của nó là cả nhà, cái này thì nó có 5 cái thân gọi là ngũ phúc luôn nha cả nhà, quá trời luôn nè cả nhà, quá đẹp luôn. Đó. Cái này quỳnh gốc chắc hơi to. Thêm nha cả nhà, để em đo cái quỳnh gốc. Cái này tới 63 lần cả nhà. Nè, nguyên có nồi bế anh chị kỹ giùm em cái ha. Nguyên cái bộ đế hết hồn luôn nha cả nhà, cúc Thọ Hương. Để cái này thì về nhà mình mua một cái dĩa cái chậu cho nó nổi lên á thì nó phát huy hết nha cái bồ đế này của mình nha cả nhà. Cúc Thọ Hương, cúc Thọ Hương nha cả nhà. Nó có mùi thơm nha. Này là đâu yên ương quà quyện nha, hồi vậy của chú nhìn đây giống. Đó nha cả nhà. Để về cái nền đế. Cây số 2 này em giao lưu với giá 6 triệu, em bao phí vận chuyển toàn quốc cho cả nhà mình luôn nha. Cái này thì em cũng giao xe cho cả nhà nha cả nhà. Rồi, em xin phép đỡ cây. Tại còn điều hết rồi. Tiếp theo cây số 3. Tiếp theo là cây số 3 nha cả nhà. Cây này cũng tầm chung chung, cây này cũng vừa vừa thôi. Tiếp theo là cây số 3. Trực lắc. Nhẹ. Cũng là cúc Thọ Hương nha cả nhà. Ba cây đó luôn á. Cái tàn cao cao, tàn cũng kính đều hết thôi chứ. Chiều cao. Chiều cao là 141. Tán ngang 106. Anh cứ canh là em thấy. Phải sợ, sợ nợ. 26 là hoành gốc. Để. Củ bự ha. Nở. Chật lắc. Tàn kính nấm hết trơn coi chú. Cũng điều cái này rất đẹp nha cả nhà. Cái này tết nay cái tàn của nó ra cũng phải gần 2 mét thôi cả nhà. Thì năm nay mình có 13 tháng ha. Cây này nếu mà về nữa thì anh chị mình có thể là một và lấy bo được liền, hai nữa thì mình con tàn mình để lại luôn đi. Mình con tàn mình lấy lá lại nha cả nhà. Thì tết năm nay mình chơi tết cây này thì bao phủ phê bông luôn hết cả nhà. Đây tết là bông. Đó. Ok. 4 triệu rưỡi cho cái mã số 3 cây cúc Thọ Hương luôn nha cả nhà. Tất cả em đều bao phí vận chuyển toàn quốc cho cả nhà mình luôn ha. Cây số 3 4 triệu rưỡi cúc Thọ Hương. Lắc. Đấy cũng khá là đẹp ha. Theo cây số 4. Cây số 4 cũng là cúc Thọ Hương cơ chứ. Số 4. Để nhìn cái số 4 quá trời đấy. Bông. Cúc Thọ Hương đẹp ha. Tàn chiều đều hết kính chưa. Chiều cao. 145 là chiều cao em có từ hao rồi đó cả nhà.
tán ngang luôn. Tán ngang là 198. Tà kính điệu cho cô chú. Để hơi bíp bíp nè. 24 là hoành gốc nha cả nha. Một cái đế. Quá trời cái đế ha. Để nhìn thấy thấy ghiền ha. Kẹo nha, điệu hết trơn. Củ này to, củ này chắc khoảng 4 mấy. Ghép kính tàn hết em cô chú. Nhưng mà đặc biệt cái cây này ghép nó kính từ trên xuống dưới, nó không bị lép một cái chi nào hết, nó không lép một bên nào hết nha cả nhà. Đặc biệt cái này nó gọi là một khối luôn ha. Nguyên một cái nồi đế này của nó, cái bộ đế này của nó là một khối luôn nha cả nhà. Sạch luôn. Đó. Cái này có cái là cái chậu này thì nó khuất cái tầm nhìn của cô chú anh chị em mình hết. Về nhà mình thay cái chậu khác thì nó bảo đảo, cái này đúng nó sẽ là nó phát huy hết. Nó phát huy được cái vẻ đẹp của nó hết nha cả nhà. Mã số 4 này, cây cúc thọ hương này em vô lưu với giá là 5,5 triệu, em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha cả nhà. Cây đẹp ha chú ba. Nuôi ghép thành phẩm gì mình mua về mình chăm sóc rất là nhẹ nhàng. Đỡ công chăm sóc về đồng đậu ha. Đế đẹp, đế đẹp. Tiếp theo mã số 5 cũng là một cây cúc thọ hương nha cả nhà. Đây lô này cũng cơ cỡ nha cơ chứ mà. Cũng chung một đợt ghép. Một lô này đi có một cỡ nhau hết, tại vì cùng một lô ghép có một lượt một thôi. 1,5 m thì cả nhà, múc thước dây em là 1,6 m, mình lấy 1,45 m đi. Mình có tự hao đi. Cao 1,45 m. Cứ vô. 105 là tán kính đều hết nha cô chú. Nè, ghép là cô chú sát hết chưa. 24 là hoành gốc nha. Cái lô này toàn bộ là cúc thọ hương, em đã ghép già mùa hết trơn rồi nha cả nhà. Đó. Cái này thì đây Tết thì cô chú anh chị em mình chỉ cần mua một cây này thôi, mình trưng giữa nhà thì ba là được rồi nha cả nhà. Cây này nó khá là to ha. Cái mặt bông của nó nè, em ơi. Bông bự nè. Đó, cả nhà mình xem nè, có mặt bông khá là bự nha cả nhà. Một bông khá là bự nha. Tàn đều ấm kính hết. Đế cũng ok. Cái cây mã số 5, cây cúc thọ hương này em giao lưu với giá 5 triệu. Em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn ạ. Cúc hương 5 triệu hả cô chú? Cô chú anh chị mình... Tiếp theo là mã số 6 nha cả nhà. Tiếp theo là mã số 6 nha. Cái này chín dài dài, cao cao vừa vừa. Tiếp theo là mã số 6 nha cả nhà. Cúc thọ hương chân cao dài, chất lắc. Ghép cũng tàn cũng điệu chứ. 1,5 m đi cả nhà. Chị heo xa luôn. Tán ngang là 99. Chiều hoành gốc là 26 nha cả nhà. Hoành gốc đây nha, dạ. Đây cái củ gốc còn to nữa. Cái gốc mà cái mã số 6 này thì em giao lưu với cả nhà. Cây này với giá là 5 triệu, em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha cả nhà. Thì từ sớm giờ em lên là có 6 cây cúc thọ hương. Thì mua lẻ thì từng cây, cô chú anh chị em mà thích hợp mã nào thì cứ alo cho em ha. Còn nếu mà cả nhà mình, một anh chị nào muốn lấy cả lô này, 6 cây này thì em sẽ có giá sỉ cho cả nhà mình, còn rẻ nữa nha cả nhà. Thì để cả nhà mình lấy 6 cây này về luôn thì có giá sỉ rẻ cho cả nhà mình. Và đặc biệt em giao xe luôn cho cả nhà nha, để nguyên chậu và giao xe tải luôn cho cả nhà mình. Thì em bán lẻ từng cây thì em có báo giá từng cây. Còn nếu mà cả nhà mình lấy sỉ cả 6 cây thì alo cho em điệp qua số điện thoại là 0968 282738 nhé. Hoặc là một số thứ hai nữa là 0968 151 439 nha cả nhà. Thì do cái số điện thoại của cái cụ nó quá tải quá nên là em sử dụng thêm một số thứ hai nha cả nhà. Rồi em xin phép đỡ cây luôn nha. Rất đẹp, tàn kính đều. Rồi cây thứ hai là cái cây siêu bông Sài Gòn nha cả nhà. Cái này nó cao bằng em. 1,6 m. Nó có mặt bông cho cả nhà mình luôn nè cả nhà. Cái này nó có mặt bông luôn nè cả nhà. Tàn ghép cũng kính hết. Nói chung là cái này nó có mặt bông cho cả nhà mình tham khảo luôn nha. Một bông gió nữa.
cho bán luôn. 1m145 đi cả nha. Nhưng mà số mấy vậy nè? Số 6 này thấy 6 gì vậy? 7 nha cả nhà. Đây nè cả nhà, mặt bông nè, cái mặt bông này thì có mặt bông để cho mình đo luôn ha. Cần 7 ha, 6 phần. 6 phần hơn, 6 rưỡi. 6 rưỡi. Đó. Đây có mặt bông luôn cho cả nhà mình tham khảo nha. Cây này thì lấy bo ngon lành cành đào nha cả nhà. Học nữa. Tàn đều. Lâu lâu cái tự nhiên nó vô cái khuôn đó phải nói. 22 là hoành gốc nha cả nhà. Để gốc to. Cái này đo làm sao? Đo làm sao? Rồi ngang ngang vậy đó. À, tán ngang là 75 nha cả nhà. Từ tên xuống dưới, từ dưới lên tên rất là đều tàn nha. Có mặt bông cho cả nhà mình tham khảo luôn nha. Còn quanh gốc như thế này nè. Ở cái gốc nó như thế này nè cả nhà. Đó, cái này thì em ghép cũng khá cao rồi. Cả nhà mình xem, để không quay cho cả nhà mình xem có hai cái bông. Nè, cả nhà, hai cái bông mình coi luôn ha. Đó, nha cả nhà. Xuất sắc. Khá là to nha. Xuất sắc tông dây công chúa hả? Đó, khá to nha cả nhà. Khá to luôn ha. Cái mã số 7 cây Sài Gòn này, cây này thì em giao lưu với cả nhà mình nha. Cây này em giao lưu với giá là 2,2 triệu, em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha cả nhà. Tàn kính chân. Em trực bắt hay nhỉ? Rồi, em xin phép đổi cây luôn nha cả nhà. Số 3. Hả? Số 8. Hả liền số 7 rồi số 3. Tiếp theo cây số 8 của chú bạn. Này này cũng cây. Cây số 8 nha cả nhà. Dán lắc. Nè. Chiều cao là 106. 8069. Tàn lắc luôn luôn cho thân. Hai mươi hai là hoành gốc nha cả nhà. Lắc. Cái này á thì điều. Cái này á thì về mình lấy bo, xong xuôi rồi Tết hôm nay mình chơi Tết lại thì bao đẹp cho cả nhà luôn nha. Cây này thì em giao lưu với giá 1,5 triệu nha cả nhà. Mã số 8. Giá 1,5 triệu luôn nha cả nhà ơi. 1,5 triệu cây số 8 giống xe gạo, chà gạo cầm. Chứ giờ người không thấy đâu rồi, hiện giờ mình phải xây gạo chứ sao. Tiếp theo mã số 9. 150 cánh nha cả nhà. 150 cánh. Cây rất là tốt xung. 150. Ủa sao một số của chú anh chị em mà nói 150 cánh bông nhỏ, nhưng mà em thấy nó bông rất là to chứ nó đâu có nhỏ đâu cả nhà. Bông nó rất là to nha, dù khi cả nhà mình thấy cái cây giả tỷ như nó bông gió hoặc là nó chưa đủ sức. Chưa đủ sức nhiều quá. Cái còn cái cây này á, là bông nó khá to nha cả nhà. 130 là chiều cao. Tán ngang là 98. Hành gốc là 22 nha cả nhà. Để bự. Cái này là cúc 150 cánh, cây cúc 150 cánh nha cả nhà. Cái này do em để như thế này nha, để mình di chuyển nó dễ, chứ còn không ấy mà mốt của chú anh chị mình mua gì ra cái chậu nha cả nhà. Gốc nở cũ. Giá 1,8 triệu cho một cây cúc 150 cánh nha cả nhà. Cây cúc này thì bao cả nhà là bông rất là to, vừa rồi nó có nở bông rồi cả nhà. Nó cái này là nó có giữa nở bông rồi, nó to chứ nó không phải nó nhỏ đâu cả nhà. Nó bông cái bông cúc thì nó cũng không có thua gì những cái bông mà như nó cũng không thua mấy cúc thọ hương đâu cả nhà. Rồi em xin phép đỡ cây luôn nha. Cây số 9. Tiếp theo cây số 10. Còn là cây đế cũ nè. Cây số 10. Siêu nụ nha cả nhà. Siêu nụ. Có bông nè cả nhà. Siêu nụ thì bông thôi, khỏi nói luôn. Đó. Bự, bự cánh đẹp luôn. Cái này là cây số. Cây số 10 nha cả nhà, cây siêu nụ nha cả nhà. Ghép tàn cũng đều hết trơn, kín hết trơn. Cái này chắc 1,5 mét quá. Giờ em lên không nổi cả nhà. Cái thước em 1,6 này khoảng 1,5 mét. Thôi mình lấy 1,4 mét cũng được cả nhà. 8,066. Hành gốc 20 nha cả nhà, siêu nụ nha cả nhà. Cái củ này 30 mấy. Toàn bộ những cái cây như thế này thì nó có củ hết trơn luôn nha cả nhà. Toàn bộ những cái cây này nó có củ hết trơn luôn.
Để xong cái cây này em sẽ bỏ xuống đất cho cả nhà mình chiêm ngưỡng cái mặt bông của nó ha. Tầm có chín. Tại anh lên ảnh cao quá, để trên ảnh dớt không tới. Gì? Nhọt, nó hơi nhọt. Ôi sao mà siêu nụ này nó thơm ta? Sao siêu nụ mà nó thơm? Thơm. Bông này bự nè, cái cánh to đo để cái mặt bông bự lắm. Không, tại vì em sợ để tên nên dớt không tới, em dớt còn không tới mà. Nên đưa xuống. Nó lùng đại đi. Không thấy sợ luôn. Ôi, gần 7 luôn dữ à? Cái đó. 7 à? 7 yếu xíu. Cái cây siêu nụ nè cả nhà, cây này là cây siêu nụ ha. Ồ, quá trời cái nụ luôn nè cả nhà. Đó, tại em phải ngã vậy. Tại anh Linh đánh cao quá nên em phải ngã như thế này cho cả nhà mình tham cho cả nhà mình tham khảo cái mặt bông của thằng siêu nụ nha cả nhà. Thì cái cây siêu nụ này á, thì tại em giao lưu với cả nhà cây này với giá là 1,9 triệu nha. Cây siêu nụ này thì em cũng xin kết thúc cái clip ngày hôm nay nha cả nhà. Thì hồi sớm hồi đầu clip là em có giao lưu với cả nhà mình 6 cây cúc thọ hương, cũng như là em có nói với cả nhà mình nếu mà cả nhà mình lấy hết cả lô hoặc là lấy 6 cây cúc thọ hương hết thì em sẽ có giá sỉ và đặc biệt là giá rất là yêu thương cho cả nhà mình luôn nha. Ngoài ra những cây mà em lên clip như thế này thì ngoài ra còn ở ngoài clip thì em có rất nhiều loại nhỏ có to có nữa nha cả nhà. Thì cả nhà mình muốn lấy số lượng gì cứ alo cho em qua số điện thoại là 0968282738 hoặc là 0968151439 nha cả nhà. Thì còn đến với vườn em thì là Vĩnh Thành Chợ Lách Bến Tre, vườn em thì luôn có giá sỉ cho cả nhà nha. Em xin chào cả nhà mình và hẹn cả nhà mình những clip tiếp theo của vườn em nữa ạ. Rồi, sao còn đẹp luôn cô ấy mình xe mai gan của cô chủ luôn. Rồi xin chào cô chú anh chị các bạn luôn. Cảm ơn quý cô chú anh chị bó hết gian xem ha. Ở đây trong clip thì cũng có giống nhiều như ngoài nó còn nhiều loại giống khác luôn chứ mà. Rồi trân trọng kính chào.